Đây là cây phi điệp năm cánh trắng môi tuyết họng đỏ tím các bác nhìn này đẹp chưa? Đó, cây này cũng có hương thơm rất là dễ chịu này. Đó, mặt hoa rất là đẹp và xuất sắc đúng không ạ? Hiện tại thì nhà em Thảo có vài chậu để em bán chia sẻ cho cô chú anh chị thôi ạ. Đây. Đó, có môi của nó rất là xinh đúng không ạ? Năm cánh trắng. Bây giờ hiện tại em Thảo đang quay vào lúc 7 giờ sáng nên là cái cánh của nó chưa được bay lắm. Đó các bác nhìn này, cánh của nó này. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? À, em Thảo bán giá chia sẻ cho cô chú anh chị những cái chậu một thân và chậu hai thân nhá. Chậu một thân thì em Thảo à, đây một chậu hai thân trước đi. Đó đây là chậu hai thân thì nó sẽ có mầm gốc này các bác nhìn này. Đó tới đây nó sẽ còn bật mầm gốc nữa đấy ạ. có cây nó đang bật có cây nó chưa bật đâu. Đó. Những cây hai thân như này em Thảo bán giá chia sẻ cho cô chú anh chị để chúng ta lấy về làm giống với giá là 250 000 nghìn Đó 250 rưỡi và tiếp theo là chậu một thân thì là chậu một thân em thảo bán cho cô chú anh chị với giá là 220 000 ạ. Nếu mà anh chị em mà chúng ta chỉ mua lấy về làm giống thôi thì chúng ta mua cái chậu một thân được. Và người ta có câu là và người ta có câu là khi lan lên chậu như hoàng hậu lên ngôi đã chúng ta mua về chúng ta khoai thay qua một cái chậu mới thì cây của nó sẽ rất là đẹp luôn ạ. Anh chị em có thể là lấy cây đã nở và những cây có nụ nhá cô chú anh chị có thể nhắn bởi vì nhiều anh chị em cứ sợ hàn về nở không đúng năm cánh trắng thì lấy năm cánh trắng luôn đúng không ạ đây mặt hoa của nó này rất là đẹp luôn đấy